chị và các bạn nha. Hôm nay thì em ăn hủ tiếu xương anh chị ơi. Anh chị và các bạn ơi, cơm ra lắm không xa xứ. Xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình ăn hủ tiếu xương. Chỗ này ngon lắm các bạn, chỗ này mình hay mua đó các bạn. Hôm nay là tại vì trời hên mưa mưa, nhưng mà trời mưa mưa cho nên là quay nó không có chói các bạn ha. Thấy cái tay tự nhiên rung quá. Sáng chưa ăn gì cái tay rung quá các bạn. Nhìn ngon ha các bạn. Có hai lát thịt nè, có một miếng xương nè. Miếng xương mà là có thịt nha. Cái tay rung quá, tự nhiên cái tay rung quá trời rung luôn á. Để phải kê cái tay vô để thôi, cái tay rung quá. Tức là hai cái tay mà rung vậy á. Với một miếng cải đỏ ha, ngon lắm chị ơi. Đây một cục xương tảng thịt lắm nha. Này là 25.000 thôi nha chị các bạn. Em nhúng salad xuống cho chín nè. Em có đang nhúng chín á. À một cục xương quá chị đã luôn nha. Lát cà rốt ha, một cục quýt ha và hai lát thịt nạc ha. 25.000 cũng rẻ chị ha. Có lẽ là giờ này trời mưa bão hay gì á, cái wifi của em xài kém nó bị yếu nên em mới vừa like cái nó bị thoát ra nữa. Thôi thì em quay lại ha. Nhìn ngon quá trời à, cho nên em quay lại em nói chuyện với anh chị một tí rồi em ăn ha. Chứ có một tay khó ăn lắm, có cây quay nhưng mà thôi để cầm vậy đi cho nhìn nó đẹp ha chị. Chứ em không có ăn đũa đó, em ăn bằng muỗng cho nên là khó quay lắm luôn á. Một tay mà ăn bằng muỗng là hơi bị khó. Anh chị và các bạn xem nhớ like mẹ một like ha, đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ em có động lực làm những clip khác hay hơn nha chị và các bạn. Em ăn cái này nha. Thường thường cho nước chấm đó, nhưng mà em không ăn nước chấm đó chị. Em có xin một miếng chanh thôi, miếng chanh em dắt vô đây rồi. Em ăn em ít nước chấm lắm. Thường thường tại quay để cho đẹp cho anh chị nhìn á, chứ em không có ăn nước chấm. Nên thôi không ăn nước chấm mà mình lấy đi mắc cơm ha. Tính của em thích cái gì đơn giản á chị. Ăn cái gì cũng thích, ăn gì cho đơn giản thôi, không thích cầu kỳ. Giống như con người bên ngoài cũng vậy à, gì đơn giản em thích. Bình thường em thích ăn mì gói không anh chị? Mì gói nhưng mà lấy nó hủ tiếu nha. Nhưng mà hôm nay đổi là lâu quá rồi chưa có ăn hủ tiếu, cái đổi là hủ tiếu. Ăn bị đổ tâm lâm à, chỉ gớt 2 cộng à. Chào anh chị và các bạn nha. Quay 4 phút em tắt, 5 phút đi nha. Để quay nhiều quá em đăng lên cái không có dung lượng, em phải xóa hết. Một cục xương chà bá luôn á. Em thích mà ăn nó rụt rụt quá nhỉ. Cho cái cục xương nó cũng phải rụt rụt nữa nha, chứ mà nó dai quá, cắn vô da nhách nó ngồi em không thích ăn. Chỗ nào mà bán hủ tiếu mà cái cục xương rụt rụt á, trời ơi em ghiền ăn gì đâu luôn. Có cái gì ngoài đường nè bán rụt, có cục xương nó rụt, có bữa rụt nha, trời ơi ăn vô đã gì đâu. Em thích mấy cục xương rụt rụt.
hay mang ra mà về em không thích vậy. Thôi em chào chị và các bạn nha, cảm ơn chị và các bạn đã theo dõi ủng hộ em. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ em nha. Cái tay em tự sáng rung quá trời luôn á, em tắt nha chị. Cảm ơn chị và các bạn nhiều nha. Hẹn gặp lại các chị và các bạn trong cái clip sau nha.